Kiều Thị Kiều Anh, Hà Nội, trang phục đỏ. Nguyễn Thu My, Quảng Trị, trang phục xanh. Mời hai vận động viên và thi đấu. Hiệp một bắt đầu. Thank you.
tới công bố kết quả. Ở 0 phút 47 giây hiệp 2, vận động viên Kiều Thị Kiều Anh là đội thắng tuyệt đối. Sau đây đến lô dương vật dân tộc. Tiếp theo hạng cân 55 kg vật tự do nữ Nguyễn Thị Minh Du Hà Nội trang phục đỏ, Bùi Thị Thu Trang Thái Nguyên trang phục xanh. Tiếp theo bắt đầu. Trận thi đấu tiếp theo hạng cân 55 kg